tới kênh YouTube của công ty Thiên Ma Vạch. Như mọi người đã biết, công nghệ bảo vạch đã trở nên phổ biến và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bằng việc sử dụng các thiết bị máy quét, máy in mã vạch đã giúp cho các doanh nghiệp cải thiện được vấn đề quản lý và kiểm tra hàng hóa dễ dàng, từ đó nâng cao năng suất của kinh doanh. Để đáp ứng cho các nhu cầu máy quét mã vạch trong công nghiệp, hãng Zebra đã cho ra đời dòng máy quét mã vạch siêu công nghiệp LI3678. Và vì sao nó được gọi là dòng máy quét siêu công nghiệp? Thì sau đây, Việt và các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm và đặt ở sản phẩm này. Đây là chiếc máy quét ha, đây là bề ngoài của chiếc máy quét. Vừa rồi thì Việt đã cùng với mọi người tập hợp sản phẩm chiếc máy quét siêu công nghiệp LI3678 và cũng như là test thử cái tính năng quét của máy và các chức năng báo pin yếu hay là báo máy lỗi thông qua những cái tiết của máy phát ra. Thì thông qua video này, Việt hy vọng mọi người sẽ có thêm nhiều kiến thức về dòng máy quét LI3678 của Zebra. Nếu mọi người có thắc mắc thì hãy liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link ở bên dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp mọi người ở video sau.